Biết ngay mà, đơn trai mình tự nhiên nó thôi, nó vô la là biết nó đơn cập nhật cái gì cái Windows này. Thằng kia vô lắc lắc rồi phải không? Cập nhật xong rồi con AC nó ở đâu rồi? Ủa? Từ từ trên đây mình lưu gì không biết. Con AC nó ở trên đây này. Nó nào là cái hòn á. Còn thiếu mỗi nó nữa thôi. I see. I see. Xí là nhạc cái rừng thôi. À, thì ra cái ly ốc biển khô để nâng cấp cho cái này nè. À, ly ốc biển khô nâng cấp cho cái thanh kiếm là gì á. Mà sao nó lại liên quan đến con ba xì đây ta. Thanh kiếm. Từ cung thép, cung tế lễ vậy đây. Thánh kiếm Nazi của tôi đâu? Đây. Nó cho cái ly ốc biển nè. Ủa? Chán thánh rồi. Không phải cái đó hả? Phải cái ly ốc biển đi luôn vậy? Hay vậy? À. Hay là dùng cái ly đó để đổi ra? Bay mòn Zin Basi. Và không ngờ lại là Basi. Là gặp nhau rồi. Vui quá. Cô làm gì ở đây thế? Ba si làm việc. Ba si mệt. Ba si nào. Cô đang làm việc sao? Cành cai rừng rậm. Cành cai rừng rậm. Ném hòn ấy gì đây? Là thứ gì? Thông tin. Liễu rủ thu thập. Đường xương xử lý. Nước suối gửi đi. Cành cai rừng rậm. Thông tin đường xương. Là thông tin về đường xương rừng rậm mà. Basi đồng ý. Cành cai rừng rậm. Ném rất nhiều nào. Basi tiền. Basi mạch. Basi nào. Cành cai rừng rậm rất ít. Nhưng xương rất nhiều. Cảm ơn Maymon, cảm ơn Jin. Đây. Cô lại tìm được rương cho chúng tao sao? Mình lựa ra vừa má lượm lắm. Ba si rương kho báu hoa lấp lánh ngọt rất nhiều. Wow, cô còn có thứ khác sao? Ba si thật tốt bụng, nhưng nếu cứ lấy đồ của cô như vậy thì ngã lắm. Hay là chúng ta trao đổi nhé. Trao đổi ư? Vì chúng ta là bạn bè thì phải dùng tấm lòng để trao đổi sự chân thành, kiểu vậy. Vì thế chúng tôi sẽ giúp cô tìm lại cành cây rừng rậm kia, sau đó trao đổi đồ với cô, vậy được chứ? Còn có thể kiếm chút đồ ăn cho cô nữa. Bạn mòn, đúng rồi. Ba si một mình ở ngoài như vậy rất vất vả. Chúng ta có thể giúp cô ấy kiếm gì ăn đi. Đồ ăn. Chidala. Nó ăn Chidala. Cô thích ăn Chidala. Mình nói này. Chidala. Bài mòn. Một ngày ăn 5 bữa. Hay là một bữa ăn 5 ké. Chà. Cũng thấy còn ăn khỏe hơn cả tôi nữa. Vậy cành cây rừng rậm là gì? Ba si. Hình như cứ đánh đường xương rừng rậm là tiền thái phải không? Không phải á. Cành cai rừng rậm ném
rất nhiều nào, rất irony, khắp irony sau, duyên thân mình ba si, đường xương có hoa, cành cây rừng rậm cũng hoa, là tìm mấy cái cây mình xử lý, mà mình xử lý nhiều lắm rồi, không biết là còn bao nhiêu kế nữa, không biết. Cành cây số lượng. Lần này tao hiểu rồi. Nào tìm cành cây rừng rậm có mặt là hoa giống ở đường xương rừng rậm, tổng cộng có 6 nào phải vậy không? Bên mình thông minh ba si. Vậy là chúng tao hiểu rồi, ba si nghỉ ngơi đi nhé, chuyện này cứ do cho chúng tao. Bên mình nghiêm túc bụng, vì thế chậm nà ní. Ủa vậy thở à? Ba si gì? Chúng tôi mang theo Tidala tới rồi đấy. Đâu nào? Nam kế à? Lượm Tidala để đổi mấy cái này à? Ha vậy? Ngạc quận đế dương đổi hết luôn. Đổi được cái cho Furina này. Đổi luôn với lần gì đâu. Đỡ thấy cái Tidala nhiều quá để lộn gì đâu. Đỡ thấy cho để lộn gì. Đổi cua luôn. Rồi thấy chưa thấy. Ok. Cảm ơn Bemon. Cảm ơn gì. Cảm ơn Tidala Basi. Chúng ta mang cành cây rừng rậm tới rồi. Cành cây. Hè kế à? Nam kế à? Vậy là còn thiếu một kế nữa. Còn thiếu một kế lại là nè. Mình có lưu mấy cái này nè. Mấy cái này mình lưu là sao ta? Là phải xử lý mấy cái đó hả? Để mình tìm mấy cái đó nữa nha. Cái này phải dừng lại ra rồi. Hồi hơi mình ràng được cái cục mà lỏ Archeum. Mấy mình lựa mấy cái mảnh Archeum sang mà đó. Mình lựa mà hết mà đủ cái mảnh của nó tự nó ghép vô thành cái lỏ Archeum. Mà chắc mình bỏ vô cái cục kia mình ràng cái mình mở được cái hoạt động nó tròn nước rồi. Cho nên nó mắc cái lỏ Archeum rồi. Hãy lượm đủ từng cái mảnh của nó là bắt đầu nó hợp lại thành một cái lỗ á. Xong rồi vô cái lò rèn á. Rèn bây giờ mình không nhớ nó. Không nhớ hồi tới mình đi ở đâu sao. Thôi kiểu này mình không nhớ ở đâu luôn. Chịu à, coi này chịu. Chó nhớ là ở đâu. Mình vô cái lò rèn ở đâu á thầy. Fan này không nhớ nổi cái lò rèn ở đâu. Ở đâu mà nó có một cái lối giờ thòn ở dưới đây. Nó nói hình nó giống cái folder à. Ở đâu à? Thôi chịu. Nhớ chứ cười lì. Bò tài. Không nhớ nổi. Lỗi Archeum. Hay là ở đây ta. Đây. Đúng là mấy bọn dịch chuyển ở chỗ đây này. Để nè. Một cái tầng trai bán đồ nữa. Cái tầng dưới của nó nè. Đó mấy bọn đi xuống dưới đây. Chui vô đây là cái chỗ cái lỗ của nó nè. Mình để cái điểm dịch chuyển dưới nước rồi. Trong cái đây là cái lò rèn này. Mấy bọn dịch chuyển này đi xuống đây nó mở ra cái lò rèn. Mà khi mà bọn đủ cái mảnh Archeum á. Mấy bọn vô đó mấy bọn rèn. Mấy bọn xóa nước, thoát nước. Rồi từ lưu hết á. Nó trong khi mà nước nó mấy bọn rèn sao là mấy nó đẩy cái nước lên là ok. Ủa sao cái hệ phan nó bước đi sao nó lại mở ta. Ủa mình lồn gì mà sao nó lại mở cái hệ phao nè.
Hay là do mình thu thập đủ cái lá nè. Đủ cái này nè. Cây rừng rậm nè. Cành cây lấp lánh ánh sương mờ ảo nè. Ánh xanh mờ ảo. Hình như có mối liên hệ thần bí nào đó với đường sương rừng rậm. Quan sát kỹ. Có thứ gì đó đang chảy. Đó. Mình thu thập đủ 6 cái cục phan mà nó vừa mở nè. Trời đất. Hồi trước mình cứ mình chạy vòng quanh, mình không biết làm sao mà để mở cái đó ngàn. Thì ra là thế. Hay thật. Rồi mở sang rồi được cái gì? Đủ rồi đó. Cái kia mở chưa? Có một cái đâu ngay cho này nè. Ủa đủ mà, đủ hết ba cái mà. Rồi rốt cuộc là xảy ra cái gì? Có gì mất mẻ không? Kỳ lạ, quá lạ. Phải thở hả? Mà sao không được cái gì vậy? Bó tài. Thấy cái gì? Bị Mihoyo troll à, ghê. Nasita. Quá tẩn nó hảo chịu. Rồi, tớ gặp Bachi. Ủa Bachi ở trên hay là ở dưới ta? Bachi ở trên có hòn động. Hòn động. Ủa? Mình nhớ là đâu... À, đây. Mình nhớ là không chui vô mà. Không có chui xuống nước. Mà sao ở dưới đây nó có nước à? À, mình tá là mình gặp Melusine, mình nói chuyện, mình không có chui. Mình chưa có chui nữa là mình thơm hiểm luôn nè. Đi qua. À, dưới đây nó là dẫn ra đó hả? Dưới đây nó dẫn ra đó nè. Thì rồi. Mình thu thập đủ nè. Chúng ta mang cành cây rừng rậm tới rồi, đủ sóc cá. Baimon, à, Bashi có vẻ rất vui, không biết thứ này để làm gì nữa. Bashi, cành cây rừng rậm rất có ích, vị khách đó rất có ích. Đây là thứ vị khách đó cần à. Đúng vậy, cành cây rừng rậm, thông tin. Cảm ơn Paymon, cảm ơn Dinh, kho báo đây. Đào cho, kho báo nữa hả? Rương kho báo. Không phải rương kho báo, Melusine. Phủ định. À, ây da. Paymon. Bashi, chúng tao đã hết đồ của cô rồi hả? Mình đã hết rồi còn đâu. Đúng vậy, ra ngoài Bashi tìm. Đã ra ngoài tìm tiếp. Không có cũng không sao. Bài một à, đúng vậy, chúng ta có thể cho cô chỉ đa loài mà. Không cần đỡ đâu, mình cho. Ồ, không cần á. Bài một bận thật làng, Dinh bận thật làng, vậy nên đổi. Bài một vậy thôi được, Bashi phải ra ngoài bao lâu? Chúng ta còn gặp lẽ nhau nữa không? Gặp lẽ hỏi. Gặp lẽ có nghĩa là hy vọng gặp nhau lần nữa đó. Hẹn gặp lẽ là dùng là để tạm biệt. Baimon, đúng vậy. Lần trước đã nói rồi. Chúng tôi phải dạy cô cách tạm biệt. Vì vậy, Bashi, thử nói một câu đi. Tạm biệt, hỏa. Cô không hiểu tạm biệt là gì, đúng không? Để tôi nghĩ xem. Cái đó cũng gần giống như trao đổi. Dùng ngày mơ để đổi lấy ngày mơ. Lấy một chút ngày mơ của cô đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng đưa cho cô một ít của chúng ta. Như vậy là chúng ta có thể gặp lại rồi. Sao nào? Nói vậy cô hiểu được không? Ngày mơ đổi lấy ngày mơ. Bashi. Wow, xem ra cô hiểu rồi. Vậy chúng ta tạm biệt nhau nhé. Hẹn gặp lại đoàn quần. Là nhất định sẽ gặp lại thôi. Hẹn gặp lại.
Pasi. Ok. Ok. Cái rừng không báo mình lựa rồi. Ủa nó cho nữa hả? Ủa nó lại cho nguyên thạch nữa nè. Đừng có thành tựu gì đấy. Không biết sao này gặp lại nó nữa không à. Ngày mưa đổ lớn ngày mưa à. Dạy ba si nói là tạm biệt à. Hay á. Bấm đâu để qua. Nó đi rồi. Ba si là mất tích ngay chỗ đó rồi. Để đi thám hiểm sau này không biết còn gặp lỡ chỗ khác không. Ồ chỗ đây chưa thám hiểm nè. À, để mình vô. Ơi như vậy là xong rồi. Lượm không thấy. Có phải là bữa giờ là chưa đi vô đây ta. Hay ha. Liệu rủ mình là đi. Không biết mình đi mấy cái chỗ. Bữa nào lầm lẹ tu qua cái đó. Lầm về tu qua cho nó hết. Rồi ok nha mấy bạn. Xong phi.